Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn một bài viết Tết nào mẹ cũng chờ con của tác giả Lê Minh Hải. Phố phường vào dịp cuối năm thường nhộn nhịp tấp nập hơn bình thường. Tôi cảm thấy như thế, chứ thực ra phố xá vẫn vậy, chứ nào có khác mấy đâu. Có lẽ cái trộn rộn này ra từ lòng tôi thì đúng hơn. Cảnh những chiếc xe máy lướt trên phố cùng với cành đào chậu quất đằng sau dội vào lòng tôi một nỗi nhớ quê nhà, nhớ mẹ đến nao lòng. Đã gần một năm nay, tôi chỉ nói chuyện với mẹ qua điện thoại. Mẹ không biết sử dụng điện thoại thông minh nên tôi chẳng được nhìn thấy mẹ để xem về thời gian đã vẽ lên khuôn mặt ấy thêm bao nhiêu nếp nhăn rồi tôi chỉ nghe tiếng mẹ vẫn ân cần ấm áp như hơi ấm nơi căn bếp nhỏ thủa ấu thơ lần nào mẹ cũng dặn con cứ ở thành phố không cần về thăm mẹ bây giờ dịch bệnh ngày càng lan rộng đi lại nhiều thì sẽ dễ bị nhiễm con virus covid nghe mẹ nói mà hai hàng nước mắt lăn dài trên má tôi biết mẹ cũng nhớ con lắm chỉ vì lo cho con mà mẹ mới khuyên tôi như thế. Đã mấy lần tôi muốn ảo về bên mẹ, nhưng rồi công việc lại cuốn tôi đi. Cũng may, nơi tôi làm việc vẫn ổn định, đôi khi còn phải ở lại làm thêm giờ để hoàn thành nhiệm vụ mà sếp đã giao. Kết quả là những dự định lại phải gác lại. Có những đêm một mình nơi gác trọ, nhìn đèn đường vàng vọt, nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ lại dâng lên làm mắt tôi cay xẻ hình bóng mẹ nơi căn bếp củi ấm áp ngày đông đã đưa tôi về với ký ức êm đềm du lòng tôi dịu lại những ngày cuối năm mong chờ rồi cũng qua đi được nghỉ với túi quà tết của công ty tặng và cái ba lô chật cứng những quần áo tôi vội vã hòa vào dòng người tấp nập để về quê về nhà với mẹ tôi dường như không còn quan tâm tới đảo quất rực rỡ dọc đường về chỉ mong sao chạy thật nhanh để gặp lại khuôn mặt thân quen dáng hình mà bấy lâu tôi mong nhớ khi ấy lòng tôi sẽ ngập đầy hơi ấm mà vòng tay mẹ như nhen nhóm lên những ngọn lửa yêu thương vây bọc lấy tôi tôi sẽ thấy mình là một cô bé lên chín lên mười dụi đầu vào tóc mẹ mà hít đầy lồng ngực mùi bổ kết hương nhu, hương của quê nhà thân thuộc. Về đến ngõ, thấy mẹ đang với kéo cành đào xuống, hình như mẹ định chặt lấy một nhánh. Tôi vội gạt chân chống xe, chạy ào về phía mẹ. Còn dao trong tay mẹ rơi xuống mảng sân gạch lấm tấm rêu xanh. Cành đào bật lên chỗ cũ, đưa đi đưa lại những cánh hoa rung rinh cười nhà có hai mẹ con nên bánh trưng năm nào cũng gói không nhiều tôi cùng mẹ ngồi cọ rửa lá rong bên giếng ở đầu hồi tôi liếc sang tay mẹ bàn tay thô sần gân guốc tỉ mẩn lau lên phiến lá những chiếc lá xanh mỡ màng mà đôi tay mẹ thì đã nhăn nheo già nua nhớ hồi nhỏ năm nào tôi cũng cùng mẹ cọ rửa lá rong ngồi xem mẹ từng động tác mẹ gói bánh khi lớn lên mẹ dạy tôi gói bánh năm nào cũng chỉ hai chiếc bánh trưng vuông để đặt lên bàn thờ cúng gia tiên còn lại thì mẹ gói những chiếc bánh trưng dài quê tôi gọi là bánh tày những chiếc bánh này vào ba ngày tết được mẹ cắt ra thành những khoanh bánh tròn bày lên đĩa mẹ lấy sợi lạt giang xé nhỏ, khéo léo cắt từng khoanh, từng khoanh một. Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn mẹ đầy thán phục. Giờ đây, khi nhớ lại, tôi cứ tùm tìm cười một mình, lòng lâng lâng chìm vào ký ức ngày xưa êm đềm. Đêm ba mươi Tết, tôi ôm mẹ trên giường, chờ đợi giao thừa tôi sẽ lại ngủ quên thôi nhưng vẫn còn kịp dặn mẹ như những năm về trước mẹ nhớ gọi con khi nào giao thừa đấy mẹ nhé xoa lên mái tóc tôi mẹ thì thào con nằm đây mà ôm mẹ đến bao giờ nữa hả con danh con tôi nũng nịu con ở đây với mẹ mãi có được không mẹ thì thào như nói với chính mình đời đàn bà không chồng khổ lắm con ơi mẹ chỉ mong con khéo chọn cho mình một tấm chồng thật tốt mà nương tựa con đừng như mẹ lời mẹ nói làm tôi nhớ tới người yêu anh cũng một người con tỉnh lẻ ra chốn thị thành lập nghiệp chúng tôi cùng kể cho nhau nghe về gia cảnh nhà mình tình yêu thật nhẹ nhàng nhưng bền chặt tôi lần lượt trì hoãn việc cưới vì nghĩ tới mẹ rồi khi tôi về nhà chồng mẹ sẽ sống ra sao nhưng chẳng lẽ tôi sẽ lại sống một cuộc sống như mẹ lòng tôi vẫn cứ lo những tết không có tôi ở bên cạnh mẹ khóc mẹ thương tôi tôi ôm mẹ chặt thêm thấy những sợi tóc xác sơ chạm vào mặt mình lòng chợt thấy nghẹn ngào cha ơi, tôi còn có được bao nhiêu lần ăn tết bên mẹ như thế này tôi không biết nữa nhưng chừng nào còn được về bên mẹ đón những cái tết mẹ con bên nhau thì tôi còn thấy mình được hạnh phúc có lẽ suốt cuộc đời này những cái tết đẹp nhất vui nhất ấm áp nhất là những cái tết được xung vầy bên mẹ mẹ như hơi ấm ngọn lửa yêu thương sưởi ấm cả cuộc đời tôi và tôi biết rằng trong gian bếp nhỏ bao giờ cũng sẽ có bóng dáng một người mẹ luôn ngóng chờ con